Những năm gần đây, phong trào phụ nữ tại phường Tân An, Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã có nhiều bước tiến đáng kể, góp phần tạo nên một cộng đồng đoàn kết và phát triển. Đằng sau thành công đó là sự đóng góp thầm lặng nhưng đầy nhiệt huyết của chị Đỗ Thị Ngọc Giàu, chi hội trưởng chi hội phụ nữ khu phố 9. Người được mệnh danh là người phụ nữ của những phong trào tích cực. Chị Đỗ Thị Ngọc Giàu được coi là người truyền cảm hứng tích cực cho chị em phụ nữ ở địa phương. Với vai trò là chi hội trưởng, chị luôn tận tâm với công việc, từ những việc nhỏ nhặt nhất như tổ chức các buổi sinh hoạt chi hội đến việc phát động những phong trào lớn như phụ nữ 50 ba sạch hay chương trình phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế. Mỗi khi có hoạt động hay chiến dịch nào cần triển khai, chị Giàu luôn là người tiên phong, không ngại khó khăn để hướng dẫn và hỗ trợ các chị em trong khu phố. Với những nỗ lực trong công việc của mình, chị Giàu đã tạo dựng mối đoàn kết gắn bó giữa các chị em phụ nữ trong khu phố. Những buổi họp mặt của hội không chỉ là dịp để chị em trao đổi kinh nghiệm mà còn là nơi mọi người có thể chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống. Chị Giàu luôn là người tiên phong, kêu gọi và lan tỏa tinh thần đoàn kết trong cộng đồng, luôn lắng nghe, thấu hiểu và sẵn lòng giúp đỡ những chị em có hoàn cảnh khó khăn. Từ việc hỗ trợ về mặt tinh thần cho đến tổ chức các buổi quyên góp từ thiện, giúp đỡ người già neo đơn hay chương trình ủng hộ đồng bào vùng lũ. Xưa em cũng là từng là khó khăn đi lên. Cho nên em cũng biết được cái hoàn cảnh đó và em luôn luôn hỗ trợ, là luôn luôn lắng nghe những cái tâm tư nguyện vọng của hội viên của mình để giúp đỡ, để thường xuyên giúp đỡ các chị hội viên của mình để vượt lên những cái khó khăn đó, rồi cùng với ban điều hành khu phố để kết hợp với nhau để cùng để xây dựng được cái khu phố của mình nó văn minh và nó càng đi lên hơn nữa. Chị Giàu cũng là người đôn đốc thực hiện những chương trình thiết thực như phụ nữ giúp nhau làm kinh tế, chia sẻ kinh nghiệm vun vén hạnh phúc gia đình, xây dựng tổ liên kết gia công hạt điều. Bản thân chị Giàu cũng chịu khó làm kinh tế với mô hình trồng cây nha đam cho thu nhập ổn định từ 500 đến 750 ngàn đồng mỗi ngày. Một trong những việc làm có ý nghĩa rất lớn đối với đời sống phụ nữ và cộng đồng mà chị Giàu tâm đắc nhất đó là phong trào xây dựng gia đình 50 ba sạch. Theo đó, 50 nghĩa là không nghèo đói, không vi phạm pháp luật, không có bạo lực gia đình, không có trẻ em suy dinh dưỡng, không có người nghiện hút. Và ba sạch đó là sạch nhà, sạch ngõ, sạch môi trường. Từ phong trào này đã góp phần làm cho phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư ngày càng đi vào chiều sâu. Mặc dù là trẻ nhưng mà là Giàu cũng rất là năng nổ, nhiệt tình. Thì trong thời gian qua thì các cái phong trào của hội triển khai thì đồng chí chị Giàu cũng nắm bắt kịp thời và triển khai trong các cái hội viên. Điển hình như là trong cái thời gian qua về cái công tác mà chăm sóc cho phụ nữ và cũng như là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thì chị Giàu thì cũng nắm bắt được cái hoàn cảnh và đề xuất với hội hỗ trợ mỗi cái hoạt động thì chị Giàu là cũng luôn là đi đầu. Thì điển hình như là về cái giải quyết cái việc làm cho các hội viên phụ nữ khó khăn thì chỗ chị Giàu cũng tiên phong là liên kết với các cái cơ sở gia công hạt điều thì về cũng nhận và cũng chia lại cho các chị em để tạo thêm cái nguồn thu nhập. Những đóng góp thiết thực của chị Giàu là nguồn động lực giúp cho nhiều gia đình có cuộc sống ổn định, từ đó tự tin tham gia các hoạt động xã hội, góp phần xây dựng khu phố văn minh hiện đại. Trong mắt các hội viên phụ nữ và dân cư khu phố 9, chị Đỗ Thị Ngọc Giàu luôn là một người có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình và luôn sẵn sàng sẻ chia. Dù công việc của chi hội trưởng chiếm nhiều thời gian, nhưng chị chưa bao giờ bỏ qua bất kỳ hoạt động nào có ý nghĩa cho cộng đồng. Với tấm lòng nhiệt huyết tận tụy, chị Giàu đã trở thành tấm gương sáng trong công tác hội và phong trào phụ nữ, góp phần quan trọng vào sự phát triển của địa phương.